Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới Omicron nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, tăng cường miễn dịch để sống chung an toàn với COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre tổ chức triển khai tập trung cao độ, thần tốc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 sau Tết Nguyên đán cho toàn dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả và không để lãng phí vaccine. Để tăng miễn dịch, phòng bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre đã lên kế hoạch thông báo cho người dân biết và tham gia tiêm chủng, không để bị gián đoạn, tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời bố trí nhân sự để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại 3 điểm tiêm cố định gồm Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, Bảo tàng tỉnh và Bệnh xá quân y. Theo đó, tính từ 17 giờ ngày 10 tháng 2, Trung tâm Y tế thành phố cơ bản hoàn tất việc tiêm vaccine mũi 3, đạt gần 100% kế hoạch tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm vaccine mũi 2 từ đủ trên 3 tháng. Ngay từ cái ngày làm việc đầu tiên sau cái kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì với cái mục tiêu là đảm bảo cho mọi người dân đủ điều kiện được tiêm chủng trong cái chiến dịch này, người dân đi tiêm rất là đông, đông hơn so với cái những cái ngày mà trước Tết. Đối với những người không có điều kiện di chuyển, hạn chế di chuyển, thì thành phố Bến Tre cũng đã tổ chức tiêm được mũi 2 rồi. Bây giờ chờ tới ngày thì sẽ tổ chức tiêm mũi 3 tại nhà. Còn đối với trẻ em từ 12 tới 17 tuổi thì cũng đã được tiêm 99%. Tại các điểm tiêm, Trung tâm Y tế thành phố bố trí đầy đủ các trang bị cần thiết phục vụ công tác tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Tất cả những người đến tiêm đều được thực hiện theo quy trình một chiều, tiếp đón, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi sau tiêm 30 phút và cấp phiếu chứng nhận tiêm vaccine COVID-19. Hướng dẫn tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm. Công tác cấp cứu đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm luôn sẵn sàng. Trong quá trình triển khai tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 diễn ra an toàn đúng quy định, không có trường hợp nào có phản ứng bất thường xảy ra. Mình có nhận được cái thông báo tiêm vaccine COVID mũi 3 ở qua điện thoại. Khi mà đến đây tiêm thì cái công tác khám sàng lọc của Trung tâm Y tế trước khi tiêm đảm bảo nguyên tắc 5K. Mọi người đến đây thì cũng đeo khẩu trang, thực hiện 5K đầy đủ. Cái việc mà khám sàng lọc trước khi tiêm thực hiện nhanh chóng. Sau khi tiêm thì ở bên trung tâm y tế có cho mình ở lại ngồi nghỉ khoảng 30 phút để nhận cái giấy xác nhận tiêm mũi 3. Ở đây cũng có hướng dẫn cho mình cái việc mà theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi tiêm. Mình thấy là thực hiện cũng đảm bảo. Thời gian này thì mình thấy sức khỏe của mình ổn định, mọi người ở đây thì thấy cũng ổn định. Việc tiêm vaccine có ý nghĩa vô cùng quan trọng bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tiêm phòng mũi 3 sẽ góp phần tăng cường hệ miễn dịch trước các biến chủng của COVID-19. Người dân cần nâng cao nhận thức tham gia tiêm vaccine đầy đủ và đúng hạn.